mà dịch dịch nó kêu kiệt hả? Kiệt. À. Gà thì kêu tác. Vậy hả? Rồi bò kêu sao? Bò kêu thì bò sao? Bò. Còn là ví dụ con dê kêu sao? Bé. Dê mà? Dê thì bé. Dê sao bé? Bé. Đâu kêu sao nhai rồi nghe. Bé. Vậy hả? Ờ nó dê vậy đó. Bé. Sao mà còn gọi con gà đó là gà ác? Gà ác thì nó tại vì nó kiếp trước nó ác. Kiếp trước nó ác hả? Nó ác. Ờ vậy ha. Mà vậy mà người ta không dám ăn thịt nó. Ồ. Ăn trứng thôi. Ăn trứng thôi. Ăn trứng. Vậy bây giờ kia có dám ăn không? Ăn thì ăn rồi ăn trứng thôi, trứng thì tốt. Ăn trứng tốt. Mà ăn thịt cũng nên thuốc, có không có gì. Vậy hả? Không gì. Ờ kiếp trước nó ác lắm à. Nó ác. Kiếp trước nó ác. Vậy hả? Mà người ta sợ nó. Người ta sợ nó kiếp sớm không? Sợ. Chào anh chủ trang trại. Chủ trang trại, hello. Hello. Đúng rồi. Rồi, là kiếm đâu nữa rồi? Này dòng vàng mới mua thôi. Hử? Dòng vàng mới mua thôi. Mới mua đâu? Mua chợ. Mua nhiêu tiền? Ờ, nó ghé. Ghé là nhiêu? Ghé 50 ngàn. Hả? 50 ngàn hả? Vậy hả? Ừ. Thích đeo cái đó lắm hả? Thích đeo cái đó. Chắc bóng mẹ rồi. Ừ. Bóng không? Bóng. Bóng. Bóng hả? Bóng hả? Có à. Có cua không? Con, cua còn không? Cua còn. Còn hả? Còn cua còn. À. Thiệt không? Bóng thiệt không? Bóng. Bây giờ thích con trai thích con gái? Thích con trai con gái luôn. Thích luôn cả hai luôn? Thích cả hai đó. Trời. Thiệt á hả? Thiệt tình vậy. Nhưng mà này, nói nghiêm chỉnh lại đàng hoàng á, à. Chứ đừng có nói vậy nha. À, nhưng mà hôm nay là cà rô của Ria đẹp trai rồi. À, đâu rồi? Hả? À, cà rô rồi. Đâu Ria là cà đẹp trai rồi nè. Cà rô rồi. Ừ, à. Đó, phải vậy đó. À. Cà rô vậy sao bóng trời? À. Ra cho Việt anh coi. Rồi, giờ tên gọi mới vô mua mấy anh chàng vô. Ra coi đi con. Đâu? Cầm đây ra cho ăn chưa? Ăn gọi. Hả? Ăn gọi. Ừ. Mới đổi ăn hết đó. Ừ. Đó, giờ nó mạnh không? Ú, mình dữ ha. Ôi ôi, nó kêu sao hả? Kiệt. Nó kêu vậy là tên ai hả? Tên mình Kiệt. Kiệt Kiệt luôn. Tên Kiệt. Mẹ con Kiệt. Hả? Mẹ con Kiệt. À. Mà dịch nó kêu kiệt hả? Kiệt. À. Gà thì kêu tác. Vậy hả? Rồi bò kêu sao? Bò kêu thì bò sao? Bò. Còn là ví dụ con dê kêu sao? Bé. Dê mà? Dê thì bé. Dê sao bé? Bé. Đâu kêu sao nhai rồi nghe. Bé. Vậy hả? Ờ nó dê vậy đó. Mẹ. À. Ờ vậy đó. Dẹp biết kêu con dê tiếng gì nữa? Tiếng con chó nữa. Chó làm sao? Chó đi. Wu. Nó giữ chủ đó. Giữ chủ ha. Giữ chủ. Ừ. Con chó này gì đó. Ừ. Trời ôi, cái quần nào mới chứ người ta? Mới mua nữa. Mới mua luôn ha. À. Đẹp dữ à. À. Có à, quần. Mình vô uống nước. Ừ, vậy đó. À. Sao không bình ăn nhiều áo vô? Ờ, bộ văn hóa thôi. À, dạ. Tấm giặt thì sạch chén nhưng mà vẫn... Ừ. Giỏi. Giỏi quá. Coi phim gà đi. Hả? Coi phim gà đi. Coi phim gà hả? Ừ. Coi quay đi vô. Gà vẫn vậy hay là sao? Ừ. Có chết con nào nữa không? Không chết nữa. Sao ít vậy? Ừ, đuổi à. 2, 4, 6, 8. Ừ. 10. 2, 4, bên này có 8 con, bên này 10 con, sao giờ còn 8 vậy? À, 8 con. À, bữa chết 2 con rồi. Chết 2 con. Rồi, bên này có mấy con? 2, 4, 6, 8, 10, à bên này đủ. Rồi, ok, bên này đủ. Bên này đủ, wow, mau lớn dữ ta. Mau lớn dữ đó, nó mạnh dữ đó. À, kìa cho ăn gì mà mau lớn dữ vậy? Thức ăn, cám, trâu, tắm, cám. Hả? Ghi cám. Cám trộn á. Vậy hả? Ừ. Như hết rồi, bên này hết thức ăn rồi nè. Hết ăn rồi. Tôi lấy cho nó ăn coi, hết rồi nè. À, thưa cả nhà, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2020. À, Xuân Dũng và Ngô Anh quay trở lại thăm gia đình cô Năm Nhẹ, thăm gia đình em Kiệt và em Chiến.
Thì đến đây thì xin Dũng tặng cái quà của hai món quà của hai mạnh thường quân, đó là của cô Ngọc Hiền 80 tuổi, cô mẹ của chị Quyên là một tiểu thương ở mỏ Cày Nam, chợ mỏ Cày Nam, và của chị Châu, chị Bích Châu, chị ở bên Mỹ, gửi về một ít sữa cho hai bác, sữa ăn xua quý vị, sữa bên Mỹ gửi về luôn. Đó, hay quá kìa cơ. Mọi người đang thấy kìa, rất là giỏi. Theo có gì Dũng bắt được chưa, bắt hai con đi. Hả? Dũng bắt được chưa, bắt hai con đi. Nó bự rồi nè. Bắt hai con đi. Bắt cái gì làm gì? Bắt về nấu cháo hả? Nấu cháo hả? Thôi Dũng cảm ơn, ghi nhận tấm lòng của Kiệt. Mời thiệt, nhưng mời thiệt. Nhưng mà bây giờ để cho nó bự lên xong rồi Kiệt làm cho ba mẹ ăn đi. Rồi, biết làm cho ba mẹ bồi tổng bổ cho ba cho biết, mẹ. Biết. Ha? Biết. Rồi. Vậy là cảm ơn Dũng nha. Mai mốt là giờ Dũng còn tới để làm cho đằng sau này cái chuồng đó nè. Cái chuồng để chuồng lớn lắm. Để nuôi gà lớn luôn. Gà thôi, đừng có vịt. Nuôi gà ha. Vịt như đó thôi. Nuôi gà thôi. Cái chuồng làm cái chuồng lớn để nuôi gà ha. Nuôi gà ta. Nuôi gà ta. Dạ, nuôi ra cái tầm khoảng đùa 50-100 con vậy đó. Ha. Để Kiệt ở nhà Kiệt chăm kiếm tiền bán lớn là bự lên bán là để mà mua con khác gì. Mua để ở ha. Rồi, đó, bây giờ là vừa rồi là có mình thường quân gửi tiền về để Dũng làm chuồng để mua giống về cho Kiệt á. Kiệt ở nhà chăn nuôi. Mua cái lồng nữa. Làm cái là cái dàn đây nè, là chỗ này nè. Chỗ này là làm lên một cái dàn ở đây cho bự cái lớn lên. Hiểu không? Hiểu. Cho thoáng mát để nuôi gà ha. Rồi. Đó. Mấy hôm nay Kiệt tiến bộ những cái gì Kiệt kể cho anh Dũng nghe coi. Kiệt thì cũng bình dân thôi chứ đâu có gì. Có tiến bộ không? Tiến bộ kèm cũng không có làm gì ai đó. Kiệt không có làm gì ai mà không ai làm gì Kiệt. Kiệt cũng có sống cũng hòa bình vậy thôi. Rồi. Có la nạt gì mẹ không? Không, vui vẻ vậy thôi. Không được la nữa. Rồi. Có người ta la mình thì có. Ai la mình? Thì nói chơi gì chứ ai mà la. À, nhớ hả? Ai mà la. Ta thương ta cho chứ ai mà la. Ở dưới này nè, phân gà này coi dẹp cho nó sạch sẽ nha. Rồi. Rồi mình vô. Cái ở phía trước là ai phát quang trước rồi kìa? Kiệt phát quang. Kiệt cái phát quang hả? Phát quang cho nó sạch sẽ. Dễ hả? Cho nó đẹp rẽ nè. Đây Kiệt mới làm đây hả? Dọn hết đó. Phát quang đây. Ở phía trước nữa. Giỏi ha. Còn bên này nè. Tre tiết này giòn, lấy mấy cái tre này rút lại hết. Cái đó làm củi hết. Lôi ra để làm củi không? Để mà còn dừng làm cái chuồng nữa. Làm cái chuồng. Đây nè. Chỗ này chứ sao mà Kiệt đến thủ đã làm đó. Sạch sẽ chỗ này chứ. Sạch sẽ luôn đó. Để trồng làm dàn mướp để trồng đó. Chỗ này phải bữa làm dàn trồng dàn mướp. Mướp với bầu, hiểu không? Mướp với bầu. Nha. Chỗ này làm phát em ở nhà em dần làm cho anh nha. Rồi. Cưa mấy cây này để dành đó. Đúng rồi, cưa ra rồi là phát quang mấy bụi tre làm cho để làm cái dàn mướp với nó. Để mà có mà ăn chứ. Ha. Không phải gì tao thì chân diện đi rồi mình về. Hả? Trả tiền. Nay có tiền đâu cháu? Cho quà. Trời ơi, mới gì cái trao tiền rồi. Vui quá. Còn nước nữa. Rồi. Thôi mình tới về vui rồi. Ra ngoài đây cô chơi cho thoáng nè. Được rồi. Ra đây ngoài đây. Bác mấy hôm khỏe không? Khỏe. Khỏe ha? Không được khỏe hả? Dạ. Dạ, anh Dĩ nay cô mới lên nè Dũng. Anh Dĩ đi thu âm rồi. Thôi, đây anh rể hả? Chào anh. Dạ. Chị. Khỏe anh. Dạ. Giờ mới gặp á, bữa giờ lên mới gặp anh rể. Dạ. Chim ra nói nè. Sao vậy? Ra anh hỏi nè. Hả? Sao vậy? Gì mà đi không nổi dưới hả? Bây giờ anh đang hỏi ra thì hỏi em ý em sao nè, anh cho đưa em đi chữa bệnh nè. Ra đây, có muốn không? Giờ đi không nổi thì sao đi khám bệnh trời? Đi khám bệnh. Hả? Đi ra hỏi. Trời ơi. Này thấy còn mệt kiệt, tưởng rồi, nó mệt, hoài mệt hơn Kiệt luôn á. Kiệt gì chứ mình khỏe thằng Kiệt. Dạ thằng Kiệt thì cũng mệt rồi, ít mà nói mà tối ngày luôn. Bởi vậy con thấy vậy á, mình thường quên mới nói là để tới nói chiếm này đưa đi khám bệnh nè. Đi anh Dũng luôn đi. Ngồi vậy hỏi anh sao bây giờ
Em sắp xếp để đi bệnh viện đi khám bệnh được không? Bệnh viện nào? Bệnh viện cái này nè. Dạ được. Xuống dưới để khám, người ta khám, người ta xét nghiệm có thử là mình bị gì. Hay chưa? Dạ. Ừ. Là tranh thủ đi để em đưa đi nha. Chờ bên nước bà. Mừng á, là... đi khám bệnh. Mừng nha, đi kêu ông xe ôm hôm bữa hả? Xe ôm hôm bữa hả? Kêu ông xe ôm hôm bữa chở đi hả? Xe ôm hả con? Bà nó đi bệnh viện cái rải đồng biết hết tên bị nằm viện dương xuống chi mà bây giờ về đó để đi xét nghiệm thôi, xét nghiệm. Dạ dạ. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì xin Dũng ghé thăm thì thấy Chiếm thì rất là mệt, mệt hơn so với ngày thường, có lẽ là em còn không ngồi dậy để được nói chuyện nữa đó. Mạnh thường quân thì cũng rất là quan tâm đến sức khỏe của Chiếm và cũng muốn là đưa Chiếm đi khám để kiểm tra sức khỏe lại, xem em bị bệnh gì, thiếu chất gì, bệnh gì để mà mua thuốc điều trị cho hợp lý. Vừa rồi thì Xuân Dũng nhận được số tiền của một số mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi về. Có mạnh thường quân thì muốn hỗ trợ để cho em Kiệt làm chuồng gà, làm vốn để nuôi gà. Nhưng mà cũng có mạnh thường quân thì muốn Dũng để đưa em Chiếm đi khám bệnh. Thì theo Dũng thì bây giờ tạm thời thì phải đưa em Chiếm đi khám bệnh trước. Sau đó thì xem sức khỏe của em sao đã rồi mới tiếp tục làm chuồng gà cho Kiệt để Kiệt chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Mình thấy là Kiệt tiến bộ lên từng ngày quý vị ạ. Đó, ví dụ như hôm nay thấy là em đã ra phát từng cái ở phía trước cái trống trại này. Đó, mọi người thấy không? Nó biết ra phát ở ngày trước này cho nó thoáng mát trống trại hơn này. Và còn phía sau nữa. Rất là tiến bộ, Kiệt rất là tiến bộ. Dẹp hay dẹp cho con đó. 2-3 tháng nữa rồi ăn thịt được rồi. Sao Kiệt ơi, vì sao mà còn gọi con gà đó là gà ác? Gà ác thì nó tại vì nó kiếp trước nó ác. Kiếp trước nó ác hả? Nó ác. Ờ, vậy ha. Mà vậy mà người ta không dám ăn thịt nó. Ồ. Ăn trứng thôi. Ăn trứng thôi. Ăn trứng. Vậy bây giờ Kiệt có dám ăn không? Ăn thì ăn, rồi ăn trứng thôi, trứng thì rốt. Ăn trứng rốt. Mà ăn thịt cũng nên thuốc, có dùng có gì. Vậy hả? Không gì. Ờ, kiếp trước nó ác lắm à? Nó ác. Kiếp trước nó ác. Vậy hả? Mà người ta sợ nó. Người ta sợ nó, Kiệt sợ không? Sợ mà dám ăn hả? Là gà Mỹ. Gà Mỹ. Kiệt kiếp trước làm sao? Kiệt kiếp trước thì Kiệt đâu có làm mát ai. Hả? Đâu có làm mát. Vậy ha. Đâu có làm mát. Ừ. Kiệt cũng sống hòa đồng vậy thôi. Ừ. Mình như trời trời như mình. Tại con gà làm mát. Quỷ, cảm ơn Tuấn Quỷ. Hả? Em hỏi sao Tuấn Quỷ đâu hả? Tuấn Quỷ đâu? Tuấn Quỷ nay đi thu âm rồi. Thu âm phải không? Ừ. Rồi Tuấn Vĩ là ca sĩ mà. À ca sĩ Tuấn Vĩ. Ừ, ca sĩ Tuấn Vĩ. Thôi vậy con mẹ được rồi. Bây giờ nè, bây giờ ví dụ như là có một cái điện thoại để rồi ở nhà Kiệt mở lên Kiệt coi được không? Được, Kiệt coi được. Được hả? Được. À, vậy ha. Rồi vậy được. À, ví dụ nha. À. Ví dụ như anh mở cái trên này ra cho Kiệt coi, em biết được Kiệt có nhận ra ai nè. À, để coi mình nhận ra. Có ai trên truyền hình nha. Nè, coi thôi nghe chứ không có lấy nữa. Không có lấy nữa. Coi thôi, không có lấy. Coi thôi. Đây rồi Kiệt ơi, coi Kiệt nhận lên cho coi. Nè cái này là Kiệt đó. Nè, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang chơi game đó. Nhưng mà đó có phải là tiếng chất đồ của nó. Kiệt đó hả? Kiệt đó. Đó. Làm gì lắm rồi mà. Nó Kiệt đó. Kiệt đó. Nó Kiệt đó. Kiệt hả? Kiệt đó. Đó. Kiệt lên thấy Kiệt trong TV sao? TV cũng vậy thôi. Mà cái thấy sao, đẹp trai không? Đẹp trai và nó mà mập. Quay gần nó mập. Ờ. Đó. Rồi. Rồi 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 vậy rồi cố gắng. Ừ. Rồi giờ mình điểm hình bệnh nha. Ừ? Điểm hình bệnh đó. Này Kiệt. Bây giờ em bỏ thuốc đi. Bỏ hai điếu. Hút 2 điếu hả? Bỏ luôn đi. Thêm hút quá trời luôn mà nhiều 1-2 điếu. Rồi cái giọng dễ thương chưa? Cái giọng dễ thương. Nhưng em đừng có nói leo. Em là có cái tật hay nói leo đúng không? Hả? Tật hay nói leo. Kiệt ơi. Cái gì người ta nói cũng lặp lại, nói cứ nói leo không à? Lần sau đừng có nói leo vậy. Đó, đừng nói leo vậy. Nói gì cứ nói lặp lại.
Nên lặp lại. Đó là cái bình hay cái tạch? Lặp lại kiểu quân tử, tránh quân tử. Không, nhưng mà đừng có nói leo vậy nữa. Người ta nói mình như vậy là mình bị bệnh phải không? Bị bệnh. Đừng có nói leo. À, ra đây có quà cho Kiệt nè. Rồi. Cô ra nhận quà luôn cô. Có một cái cô ở Mẫu Cày Nam, cô Ngọc Hiền. Cô năm nay cô 80 tuổi rồi. Cô xem chương trình mà của Xuân Dũng đưa lên á. Cô thấy là Kiệt thay đổi từng ngày, cô rất là cảm ơn. Cô mến Kiệt lắm, cô nói Kiệt rất là hiền lành, dễ thương, ngoan ngoãn, nghe lời anh Dũng. Và biết nghe lời anh Dũng mà cô thương lắm. Cho nên là cô nói Kiệt á là cố gắng phát huy, phấn đấu, tiến bộ ha. Để trở thành một người có ích. Ích cho nhà nước, cho gia đình, cho xã hội, xã hội và không phải là gánh nặng của xã hội nữa. Cô gửi lời như vậy và chúc gia đình Kiệt luôn luôn được nhiều sức khỏe. Hôm nay thì cô có gửi tặng cho Kiệt cái món quà nè. Đây chúc mừng Kiệt, Kiệt đứng lên đi, đứng lên nhận quà đó. Đây là của cô Ngọc Hiền, là cô Ngọc Hiền là mẹ của chị Quyên, là một tiểu thương ở chợ Mỏ Cày Nam á. Mà đợt trước là chị Quyên có gửi bữa Tết cũng gửi quà, một gói bịch quà rồi đó. Xong là vừa rồi chị còn gửi hộp sữa, vừa rồi hộp sữa đó về Kiệt uống hết phải không? Kiệt uống hết luôn hả? Còn mua hoài uống thêm nữa. Rồi thì bây giờ là cô mẹ của chị Quyên đó, là cô Ngọc Hiền, nó còn gửi thêm cho Kiệt nữa, là chúc mừng cho Kiệt. Kiệt muốn nói gì với cô Ngọc Hiền không? Vậy xin cảm ơn cô Ngọc Hiền rất nhiều. Và chúc cô làm ăn khấm khá và dồi dào. Mạnh khỏe. Mình giỏi. Và tỉnh táo nữa ha. Tỉnh táo. Chúc Kiệt tỉnh táo được rồi, mình đừng quên tỉnh táo nữa. Dạ. Còn cái này của chị Châu ở bên Mỹ. Chị Châu là bạn của con, là chị người chị kết nghĩa của con bên Mỹ á. Dạ. Chị Châu con muốn có gửi cho cô đây, để cho cô sửa ăn xua cho hai bác. Dạ. Cái này thì cô pha bằng nước ấm ấm á, tầm 40 độ á. Dạ, cô múc vào cái tầm 3 thìa vậy đó, cô pha ra rồi cho bác với cô uống hàng ngày. Ha, cô ha, uống cái này sữa rất tốt cho người già. Dạ, sữa bên Mỹ đưa về luôn á. Dạ. Dạ, của chị Minh Châu. Minh Châu. Cảm ơn Minh Châu. Lưu Minh Châu. Minh Châu cảm ơn con. Hồi Kiệt gửi lời cảm ơn thay luôn, thay đứa con cảm ơn Minh Châu của đất Hoa Kỳ Mỹ. Xin cho Minh Châu tiến nhanh và mạnh mẽ hơn người. Và dồi dào sức khỏe. Để mãi không già. Để lo cho Kiệt và gia đình chung hết. Để lo cho Kiệt lo hoài vậy. Kiệt bây giờ Kiệt lo cho Kiệt để gì? Kiệt khỏe mình lên là Kiệt phải lo cho cha, cho mẹ, cho em của mình đây nè. Bây giờ trong gia đình chỉ còn trông chờ vào Kiệt thôi. Nghe không? Bây giờ là tập trung cho Kiệt để gì? Để Kiệt còn lo lại cho cha, cho mẹ, cho em mình. Chứ không phải là chờ phụ thuộc xã hội hoài được. Không nhờ mà mình thương quân hoài cả đời được. Phải không? Không thể chờ được. Em phải tự phấn đấu nỗ lực bản thân. Người ta chỉ đến cứu vớt mình một lần đầu tiên. Và từ đó mình không được ý lại. Không được ý lại, cứ không được ý lại. Mình phải... Kiệt nghe nói không? Em không được ý lại vào mình thương quân. Nó không được ý lại với tâm lòng hảo tâm của người ta. Không được ý lại, không được lợi dụng. Mà khi người ta đã tiếp sức cho mình thì mình cố gắng phấn đấu. Đúng rồi. Cố gắng vươn lên. Vươn lên. Đó, thì bây giờ là sắp tới anh sẽ đưa Chiếm đi về với bệnh viện Cây Lầy khám để coi bác sĩ thiếu gì là mà bồi dưỡng và thuốc bổ, thuốc thang cho nó mình khỏe. Sau đó rồi anh sẽ lên làm cái chuồng gà tầm nuôi tầm 50 con gà đến 100 con gà. Đó, để cho em là tăng gia sản xuất rồi. Và em từ liều vào trong đó để mà chăn nuôi ha. Rồi. Để mà tăng gia sản xuất ha. Rồi. Vậy cô. Dạ. Tôi cũng cảm ơn nghe cô vì Mỹ đấy, cũng có lòng giúp đỡ cho tôi. Dạ. Cô Châu đó. Dạ. Có lòng giúp đỡ cho tôi uống thuốc sữa này cho khỏe lắm, cho đừng hết bệnh. Dạ. Yeah. Không biết nói gì hơn, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. 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 Thưa quý vị, ngay miền của vừa sau khi cào râu xong thì như ở miền cũng đỡ bớt rồi nè, bớt bị bớt rồi. Bớt đông đông đen. Đớt bớt rồi đó, miền đỡ nhiều. Thơm tho. Vậy là ý Kiệt là mua hoa về là Kiệt để Kiệt trồng ha. Để Kiệt trồng thôi. Tốt quá. Nhớ trồng chăm ha. Hoa bổ cũng được, bán bổ gì đó. Vậy hả? Vậy thôi. Trồng ngay bạn thêm đó với Tước Sơn đó.
Rồi bây giờ Kiệt có hỏi thiệt luôn là Kiệt sau khi mà Kiệt khỏe mạnh lên rồi chăn nuôi rồi chăm cha mẹ xong là Kiệt có muốn kiếm cô về hú hí cho nó có con có cái gì không? Kiệt có thì, vợ không? Kiệt thì cũng ham cái đó lắm. À, cũng phụ phải phấn đấu lên. À. Cho được vừa lên như người ta. À. Người ta như mình như người ta. Ừ. Thì Kiệt ước mơ vậy đó. Rồi vậy đó. Ví dụ như có một cái tivi để mà coi bắt internet để ở nhà coi có ồn ào quán bác không. Cô Năm nhỉ? Không. Ví dụ nó có cái tivi là bắt internet vô đây để mà mở mà nghe, mở coi chương trình, mấy chương trình thời sự rồi mấy chương trình trên đài rồi vậy á. Có coi hả? Rồi tình hình giải trí rồi cũng coi. Cũng coi chút còn giải trí là vô á. Buổi là vô. Vậy hả, chị thích cái đó. Giải trí. Thôi kệ nó, phải khỏe khỏe lên tí đã rồi tính. Chủ yếu là tập trung bây giờ là lo để mà chăm cha chăm mẹ với là lao động để mà rồi chăn nuôi kiếm cho nó vui vẻ, cho nó thoải mái tinh thần rồi kiếm tiền nữa đã. Cô đâu thôi? Đâu vô, cô đâu đâu? Từ từ cởi áo ra, cởi áo ra kệ. Cởi ra kệ nó ướt áo. Xong rồi cô đâu đi cho anh. Rồi. Ui ui, đứng dậy đàng hoàng chứ làm gì? Xách áo trơn à. Cái chai dầu cô đâu đó rồi, vô lấy chai dầu cô đâu đã. Dầu cô đâu hết rồi. Rồi giờ lấy cái gì rồi? Lấy xăm xi cho bông bột á. Bột rồi nữa. Nãy nãy hả? Má cái đó nó giặt đồ, ai vô cô đâu mà hèn gì. Quý vị, lên đây thì có đồ của Kiệt nè. Trời ơi, nó nổi một lớp gầu quá trời luôn. Giờ Xuân Dũng kêu em Kiệt phải nghe lời anh, tắm nha. Đi vô lấy đi nhát nữa. Hả? Vô lấy xà bông đi. Ồ, Kiệt người lực lượng dữ ta. Sao muối chứ. Hả? Kiệt làm gì mới thương? Hồi nãy từ từ xuống nước cái nã rồi cha. Ủa, bóp ra tay rồi cha. Bóp ra tay. À, hết mất tiêu rồi. Trời ơi. Rồi hết cái đầu đi chứ đâu rồi trên đó vậy. Lạnh không? Lạnh. Lạnh đó hả? Lạnh. Gì mà đâu mà lạnh. Nè, hai tay, trả đi. Đúng rồi. Nó coi, đưa coi xong nè, cô cái miếng xà bông nè. Ôi, xà bông con nè, ra kia, ra nè. Trà đi. Đúng rồi, hết cái tóc luôn, hết đó. Đầu sau luôn. Hai tay trà lên. Đúng rồi, trà hết cái đầu đi. Đúng rồi, giỏi quá. Gội, ta phải gội vậy chứ. Đâu mà gội có chút xíu ở trên này, rồi nước không sạch, gầu không. Cái gì, một cái này đưa ra. Thôi, mai muốn cắt kiểu đầu giống ngon đi. Trà lên, cho nó sạch dầu đi. Ôi, ngứa dữ lắm. Quý vị thấy không? Anh Trần Dũng tắm cho anh. Ôi, nó răng luôn kìa. Má đâu? Mát gì lại lên không? Trời ơi, trời này mà làm cái gì? Anh nghe nực quá. Xá đồ cho nó nhiều vô. Nó đủ nhiều cho kể là dù anh khạch là nó ấy đó. Đâu á. Đúng rồi, phải dồi sát hết bọt nha. Rồi, kì mình đi. Kì nách kia, kì mình đi đó. Ngày tắm 2 lần được rồi. Ngày tắm 2 lần được rồi. Chắc tắm sớm. Được chưa? Rồi, được rồi. Không sợ lành mà sáng tắm sớm. Áo đâu vậy? Áo đâu dơ rồi? Đừng lau. Không, lấy áo khăn không? Lấy cái khăn lau. Khăn lau là. Nè, lau đâu. Đó, khăn đó. Nè áo. Thấy không? Nó lạnh không? Mát mà sao thấy run dữ vậy? Nó lạnh không? Đó. Nó đẹp trai liền. Ôi, nó thơm tho nữa chút nữa. Rồi. Rồi vô thay đồ đi. Rồi quay qua đây coi cơ bắp quá trời luôn kìa. Lau sau lưng rồi nè. Đây. Lau sau lưng nữa, kỳ sau lưng nữa, đó, đúng rồi.
Rung cả. Hồi kia á. Trời, anh cứ mát mà anh run rồi, gân rồi, anh giật, 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 giật. Mặc áo xong nữa vô rồi, vô thấy quần. Ừ, ngon, đẹp trai rồi. Cảm ơn Kiệt. Kiệt nghe lời anh vậy là anh thương á. Ừ. Sạch đây ha. Đó, tắm xong giờ sạch sẽ rồi nữa. Không. Trời. Cảm giác sao? Cảm giác lạnh ấm. Lạnh ấm. Vừa lạnh vừa ấm. Vừa lạnh vừa ấm. Lạnh vừa ấm, vừa nó. Ừ. Ừ. Rồi, thấy tốt rồi. Tốt, tốt. Thôi vậy anh nha, anh về nha. Rồi, về rồi phải về đó nha. Ừ. Rồi, về nha. Rồi, cố gắng phát huy. Phát huy, phát huy. Rồi. Phát huy tinh thần. Rồi. Chúng mình động viên nha. Ừ. Rồi rồi, rồi bữa cưới vợ nó là đẹp. Ừ, rồi. Bye bye. Bye bye. See you again. See you again. See you again. Nói tiếng Anh luôn. See you again. Ta phải làm chủ trang trại là trang trại lớn. Ta bắt đầu mới lấy vợ được. Rồi rồi. Thì con chào bác nha, con về với bác. Dạ, chào bác về. Anh về nghe chị em. Nha. Dạ. Rồi mệt quá, chị em giờ này mệt quá. Dạ, con chào hai bác. Rồi. Chào anh Kiệt. Chào cô Năm nha. Dạ, anh về. Dạ, anh về. Dạ, dạ. Dạ. Yeah.